Anh chào người, chào mọi người trở lại với channel anh. Thì lần trước là mình định quay video dán giấy mùng cho con rồng này cho anh em xem, nhưng mà tại lý do là vì nó hơi phức tạp với nó lâu cho nên mình không có quay. Thì lần này mình dán giấy, mình sẽ quay video cho anh em xem. Đây, còn có thì mình đã dán được một khúc trên đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ dán tất cả cho anh em xem nha. Ok anh em, tại hiện tại là tôi vừa ngủ thức dậy nha anh em. Thì bây giờ tôi sẽ đi quay cho anh em xem cái đầu gồng mà tôi mới dán giấy, mới xong hồi tối luôn anh em. Đây, anh em thấy không? Gồng này là tôi mới dán giấy hồi tối. Mới dán. Đây thì nó còn mấy cái gai, chứ lại mấy cái ngạnh này chưa dán nha anh em. Mấy chỗ kia thì tôi dán hết rồi. Chỗ này nó chưa khô nữa anh em. Đây, còn ướt luôn nè. Đó, anh em thấy không? Còn ở trên này thì nó khô rồi. Đây, trên này thì tôi dán hồi trưa ngày qua cho nên nó khô rồi. Cái này tôi dán hồi tối bữa kia chứ, nên nó cũng khô. Này là dán bằng giấy sát chỉa nha anh em. Đây, mấy cái găng này tôi dán bằng giấy sát chỉa luôn nè. Đó, không có dán giấy mùng nha anh em. Mấy chỗ khác thì có dán giấy mùng. Đây, đó. Gần hoàn thiện nữa anh em. Chỉ còn mấy cái ngạnh này nè, đây cần dán mấy cái ngạnh với là mấy cái găng này nữa thôi. Đây là xong cái đầu gồng nha anh em. Video sau thì chúng ta sẽ tiếp tục dán giấy mùng cho cái đầu, ủa cho cái đuôi gồng chứ. Video sau chúng ta sẽ dán giấy mùng cho đuôi gồng. Nếu anh em thấy video dán đầu gồng này của mình hay,
nhớ nhấn cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình sẽ tiếp tục làm những video tiếp theo cho anh em xem. Ok, cảm ơn anh em.